Sao phải khổ như này hả Long? Anh có thể cầm ô hoặc ngồi trên xe để mưa không đến mặt, nắng không đến đầu cơ mà. Anh làm như này để làm gì? Cho anh thêm thời gian được không? Thời gian đó, 3 năm mà anh có đến 2 mối tình đi đến hồi kết, anh cũng dễ dàng thay đổi quá. Anh làm như này là vì anh thấy mặc cảm hay thấy có lỗi thì hãy dừng lại đi. Em xin anh đấy, đừng dằn vặt nhau thêm nữa. Thế nhá. Con gái lớn lần này rồi, mưa không biết đường chạy vào nhà. Lo quá đấy. Em bớt hết rồi này. Em vẫn còn giận anh à? Tiếp theo sẽ là một cái tát đấy. Được. Vậy em tát đi. Anh đứng đây cho em tát đây. Được chưa? Loại người như anh ấy, tôi tát vào chỉ có bẩn tay thôi, anh cút đi. Em phải nghe anh giải thích đã chứ. Anh có vấn đề về nhận thức à? Anh không biết là tôi sang trọng ghét anh à? Anh biết. Chính vì thế anh mới đứng đây để giải thích cho em mọi việc đây. Tôi hỏi anh nhé, anh nói là anh rất yêu con bé Cami đúng không? Vậy nếu như bây giờ có một kẻ muốn bắt cóc nó, muốn hãm hại nó, đến lúc nào đứng trước mặt anh tán tỉnh thì anh có cảm thấy buồn nôn không? Anh có cảm thấy căm ghét không? Mày có muốn tiếp cận người đó không? Tôi cũng vậy. Tôi yêu thằng Chí. Tôi yêu nó và tôi muốn bảo vệ nó, như thế là sai à? Nhưng anh thì sao? Anh và cả thằng bạn khốn nạn của anh nữa là muốn đẩy nó vào tù. Anh đã gây ra bao nhiêu thứ cho Cao Dường. Anh đã làm cho cả tập đoàn nếu đừng, anh đã làm ảnh hưởng đến bao nhiêu con người. Anh đã làm cho tôi vất vả ngày đêm. Lúc em tôi không cần nó gọi tôi thì tôi không thể về được. Bây giờ thì mẹ tôi từ tôi, em trai tôi không gọi tôi là gì, anh đã vừa lòng chưa? Hay bản thân anh vẫn chưa cảm thấy vừa lòng mà bây giờ anh vẫn còn muốn đứng trước mặt tôi để giễu cợt tôi nữa? Liêm sỉ của anh vô giới hạn nữa. Anh nghĩ là tôi cảm thấy vui sướng, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ăn tán tỉnh à? Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, muốn cướp thì cứ cướp, đừng làm cho đàng hoàng. Từ giờ tránh xa tôi và những gì tôi quan tâm đi. Nếu không ấy, tôi sẽ giết chết anh đây. Hãy
trời mưa cũng không biết đường chú. Em bị ngốc đây à? Em về Hoàng Thổ được bao lâu rồi? Mấy tháng rồi. Mấy tháng là dài hay là ngắn cũng đâu có gì quan trọng. Quan trọng là những năm tháng đó có đáng giá hay không. Bệnh mới. Đợi tôi một lát. Ồ. Mày đừng hỏng bây giờ. Nóng quá thì mất. Nhanh thôi. Mày hỏng thật đấy hả? Ôi, chắc tôi chết mất. Nóng quá. Ôi. Làm sao đây? Tôi cảm ơn. Tôi đi gọi cho anh Long nha. Để anh Long tới giúp. Không cần đâu. Gọi nó cũng không nghe đâu. Ô mẹ lướt tài sản hàng tháng. Nó đi học đến trưa mới về cơ. Vậy bây giờ phải làm sao? Trong khi ở đây chả có ai ngoài chúng ta cả. Anh chính thức đưa chúng ta vào cảnh tai nạn muôn thuở của phim ngôn tình rồi đó. Chỉ tiếc là chả có soái ca đây. Này. Thế trong mấy cái phim ngôn tình ấy, đến đoạn này người ta thường làm gì? Người ta thường mắc kẹt cùng nhau trong một khoảng thời gian, không có ai tới giúp, cũng chả có cái gì cứu vãn được. Và sau đó trời còn mưa nữa.